150, 170 rồi. Là không hề hấn gì luôn. Xe vẫn rất ổn định. Phải nói rằng là cái nền tảng cùng gầm của chiếc xe VinFast Lux A này thực sự rất là tuyệt vời. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì cũng vào ngày cuối tuần cho nên là mượn được ông anh chiếc xe VinFast Lux. Lâu lắm rồi mới có cơ hội quay trở lại để lái chiếc xe này. Cái thời điểm vừa rồi giá xe VinFast Lux giảm rất là sâu đúng không ạ? Cho nên là cũng có rất nhiều người có cơ hội để sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô, đặc biệt là một chiếc xe lái rất hay như này. VinFast Lux A. Phiên bản này là phiên bản bay. Phiên bản bay. Nổ máy lên. Bây giờ thì anh em chúng ta cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau lái chiếc xe VinFast Lux này một chút. Mình cũng đã chia sẻ tới tất cả mọi người rất nhiều những cái bài đánh giá khác nhau về chiếc xe VinFast Lux này rồi. Và đặc biệt là cái phiên bản Bay và cái phiên bản Plus là một trong những cái phiên bản, một trong hai những cái phiên bản bán rất chạy của VinFast. Và cũng khá là đáng tiếc, bây giờ thì VinFast họ không còn sản xuất những cái mẫu xe xăng nữa rồi. Không còn sản xuất những mẫu xe xăng nữa rồi. Nhưng bây giờ hiện tại mà ai đang tìm kiếm một cái mẫu xe xăng lái hay, nền tảng cung cầm chắc chắn, an toàn, thì mình nghĩ rằng là các bạn nên lựa chọn những cái mẫu xe của VinFast này. Đấy, ngon bổ rẻ đấy các bạn ạ. Thực sự là như vậy. Nền tảng cung cầm của Đức cho nên là xe cực kỳ là chắc chắn và đầm. Chiếc xe này của ông anh mình thì mua ở cái thời điểm giá nó cũng bắt đầu đao xuống rồi. Cả đăng ký loanh quanh gần 800. Đấy, những cái thời điểm vừa rồi cái voucher của nó, cái voucher của nó nếu mà áp dụng vào cái bản Bay này của nó chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 700 một chút thôi. Đấy, hơn 700 một chút thôi đối với cái bản Bay. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là bất kỳ ai đang quan tâm tới cái mẫu xe này thì các bạn cũng chắc là cũng giống như mình thôi, không quan tâm đến vấn đề đó là bán mất giá đâu. Bởi vì chúng ta mua một cái xe thì chúng ta cũng chủ yếu là để phục vụ cho bản thân chúng ta mà. Và một cái điều nữa đó là nhiều người sợ rằng là sau khi mua các dòng xe xăng này thì sẽ không có linh kiện phụ tùng thay thế trong tương lai. Mình nói thật với các bạn là các bạn nghĩ như vậy là gần như là lo bỏ trắng răng. Bởi vì chỉ trừ khi nào mà ông VinFast, ông ấy gọi là ông VinFast ông ấy trừ khi nào mà ông VinFast ông ấy phá sản ấy, đúng không ạ? Ông VinFast ông phá sản. Ông VinFast ông ấy phá sản thì với thực sự là không có linh kiện thay thế cho các bạn. Đấy. Còn nếu như mà ông ấy vẫn sống khỏe thì mình nghĩ rằng là không có vấn đề gì đâu. Sống khỏe và vẫn phát triển thì linh kiện phụ tùng vẫn phải sản xuất ra để đáp ứng cho những cái chiếc xe mà họ đã từng bán ra rồi, đúng không ạ? Cho nên là các bạn yên tâm đi. Không phải là đấy, không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải lo nghĩ đâu. Mà tầm tiền này thì mua một chiếc xe VinFast Lux là ok quá rồi gì, đúng không ạ?
với cái khối động cơ 2.0 lít tăng áp. Cái bản này của nó thì cái công suất mã lực của nó sẽ thấp hơn so với cái phiên bản nâng cao, phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản này thì nó sản sinh ra đâu đó khoảng tầm trên 170 mã một chút thôi và 300 Newton. Cái bản cao của nó là 228 mã, bản đấy thì chạy sướng hơn rất nhiều luôn. Nhưng mà mình nói thật với các bạn rằng là chúng ta di chuyển ở những cái cung đường nội đô hay là những cái cung đường trường giới hạn dưới 120 cây số một giờ tại thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Tại Việt Nam thì mình nói thật với các bạn rằng là những cái khối động cơ 2.0 này khoảng tầm 170 mã thì nó thực sự là quá là dư giả rồi, đúng không ạ? Tí nữa các bạn ra đường trường các bạn mới thấy được rằng là cái chiếc xe VinFast này thực sự nó chạy rất là đầm chắc. Tầm tiền này thì cái tầm tiền khoảng 800 triệu mình nghĩ rằng là với một chiếc xe nền tảng khung gầm từ Đức này, rồi khối động cơ hộp số cũng là của Đức này, đúng không ạ? Tội gì mà chúng ta không lựa chọn. Chúng ta lựa chọn những cái mẫu xe Hàn, thực ra thì mẫu xe Nhật đấy, thực ra mai sau nó cũng sẽ dễ thanh khoản và nó sẽ được giá hơn nếu như chúng ta bán, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ được giá hơn, nhưng đổi lại thì về gọi như là góc độ đem tới cho chúng ta những cái trải nghiệm thực sự là đáng đồng tiền bát gạo thì mình nghĩ rằng là chiếc xe VinFast Lux A này và Lux SA là hai cái mẫu xe mà mình đánh giá rất cao. Fadil thì mình cũng đã mua một chiếc cho người nhà dùng rồi, cho nên là mình hiểu. Một chiếc xe ngon nhất hạng A, chiếc này thì mình đánh giá là ngon nhất hạng D luôn. Bây giờ nếu mà giá nó chỉ ngang hạng C thôi, đúng không ạ? Hạng C thì các bạn có thể mua được Kia K3 này, các bạn có thể mua được Mazda 3 này, đúng không ạ? Thế nhưng mà nói về cái độ sướng, lái sướng, độ chắc chắn, độ an toàn thì mình xin phép nói thật với các bạn rằng là đúng ạ, không mẫu xe nào vượt qua được chiếc xe VinFast Lux A này luôn. Cái bản này là bản bay, cái bản này mà cái thời điểm mà ông anh mình mua thì cả đăng ký đâu đó khoảng gần 800 triệu. Còn sau này thì áp dụng thêm những cái voucher thì chiếc này nó còn có đâu đó khoảng hơn 700 một chút thôi. Đấy, rất là rẻ. Đang định rẽ ra cao tốc chỗ này nhưng mà nó lại tạm thời nó đóng lại để nó tu sửa. Mình chia sẻ thật, nếu mà để mà nói so sánh với cả những cái dòng xe của dòng S250 này của Lexus thì mình thực sự mình đánh giá rằng là gần như là nó còn hơn đấy. Nếu mà về nói là cảm giác lái này, về vận hành của động cơ hộp số đấy, về độ êm thì nói thật là còn hơn cả dòng S250 này. S250 này thì mình cũng lái rất là nhiều rồi, cái khả năng cách âm của nó cũng chỉ gọi là ở mức khá thôi chứ không thực sự xuất sắc đâu. Các bạn ngồi trong xe gần như là chúng ta sẽ không nghe thấy những cái tiếng ồn ở phía bên ngoài đâu. Thậm chí là có những chiếc xe đi bên cạnh nhá, nếu như không bíp còi nhá, gần như chúng ta không nghe thấy gì luôn, đúng không ạ? Đấy, những con xe tải vừa rồi nhá, đi bên cạnh vượt lên mà không bíp còi là mình không nghe thấy gì đâu. Luôn luôn phải liếc sang hai gương để kiểm tra, đúng không ạ? Không đến lúc mà chúng ta rẽ cái như may quệt qua quệt vào rất là nguy hiểm. Cảm giác khi mà vận hành thì nó thực sự rất là chắc chắn. Hơn 1 tấn 8 cơ mà. Có chiếc xe nào ở trong phân khúc cái tầm tiền này mà nặng hơn 1 tấn 8 đâu ạ? Rồi ra đến ngoài đường trường thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái cung đường thoáng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ vận hành theo phong cách thanh niên một chút. Đấy. Cảm giác 70, 80 hay là 100 nó hết sức đơn giản với một chiếc xe như thế này, đúng không ạ? Nền tảng cung gầm chắc chắn, cảm giác cầm lái nó rất là yên tâm. Không phải lo nghĩ vấn đề gì cả, chúng ta chỉ việc chúng ta tập trung phía trước, chúng ta quan sát để chúng ta phán đoán tình huống thôi. Còn lại, còn mọi thứ các bạn không phải lo. Vượt xe khi nào, đúng không ạ? Đảo làn khi nào không phải lo vấn đề đấy. Thích là làm thôi. Đấy, ví dụ như... Hôm trước mình cũng làm một cái bài đánh giá chia sẻ tới các bạn về chiếc xe Kia K3 của mình. Thực sự đây là một chiếc xe mà mình cũng rất là... thực ra nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu, cái tiêu chí, cái tài chính của mình ở thời điểm đó. Cái thứ hai nó khá là rộng rãi. Nhưng đổi lại thì các bạn cũng có thể thấy rằng mình cũng đã chia sẻ ở trong video ấy,
nó có rất nhiều những yếu tố liên quan tới không an toàn. Và lái một chiếc xe không an toàn thì thực sự là nhiều khi nó rất là khó, rất là thực sự là nhiều khi nó không thực sự an tâm chút nào luôn. Với một chiếc xe như này thì thực sự là rất là tuyệt vời. Các bạn muốn vượt chiếc xe này thì chỉ cần đạp sâu chân như thế này thôi là chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là lên vận tốc 100 km/h rất nhanh. Và vòng tua máy nó chỉ đâu đó khoảng tầm 3.000 vòng thôi. Kéo thực sự rất là tuyệt vời. Đây là mới chỉ là bản giới hạn công suất nhé. Giới hạn công suất đấy, còn cái bản cao cấp nhất là 228 mã thì thực sự bản đấy thì các bạn mới thấy rằng là gần như là nút cán luôn. Đạp phát gần như là cảm thấy lưng chúng ta dính vào ghế luôn. Đấy, cái bản này thì nó cũng vẫn sẽ có những cái độ lì lợm hơn một chút. Chưa thực sự là khiến cho chúng ta phải nói rằng là thấy nó mang tính chất DNA của những mẫu xe thể thao. Đấy, riêng bản này nó vẫn lì lợm hơn một chút, bởi vì dù gì 170 mã hơn 170 mã và cân nặng là trên 1,8 tấn thì dù gì nó cũng sẽ cần phải có những sức kéo lớn hơn. Khối động cơ 2.0 này thì nó phản ứng rất nhanh các bạn ạ, phản ứng rất nhanh. Đi kèm hộp số 8 cấp ZF phải nói rằng là một trong những cái sự kết hợp song kiếm hợp bích rất là tuyệt vời. Ngoài ra khi mà ở những giải vận tốc khoảng như thế này chẳng hạn, các bạn muốn đạp sâu chân một chút thì động cơ cũng rất là êm, cũng rất là tròn. Nó không khiến cho chúng ta cảm thấy bị rơi vào cái trạng thái khó chịu. Đấy. Và gì? Và hệ thống treo thì phải nói thực sự rất chắc chắn. Các bạn có thể đảo làn liên tục như thế này và chúng ta chạy theo kiểu phong cách xỏ kim như này thôi và vẫn thấy rất là bình thường đúng không ạ? Kể cả các bạn có chạy với tốc độ khoảng tầm trên 115, trên 120 như này thì đảo làn nó vẫn cảm thấy xe rất ổn định. Hệ thống treo thực sự rất tuyệt vời ạ. Phía trước mình nhớ rằng là dạng độc lập này, với cả kép phía đằng sau nó là dạng liên kết đa điểm. Nói chung là cái cấu tạo của nó rất là chắc chắn và nó rất là lằng nhằng. Đấy, cấu tạo chắc chắn đến như vậy thì nó khiến cho toàn bộ cái phần thân xe nó rất ổn định. Cái thứ hai đó là gì? Đó là toàn bộ cái thiết kế của chiếc xe VinFast Lux A này thì nó hạ thấp trọng tâm. Thực sự hạ thấp trọng tâm. Cái khoảng sàn cầm nó rất là thấp, cho nên là cái khả năng khí động lực học, tối ưu khả năng khí động lực học của xe rất là tốt. Đấy. Một cái điểm thứ ba mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đấy, đó chính là cái thiết kế của toàn bộ cái không gian cabin của xe được đặt ở vị trí trung tâm, được đặt ở vị trí phần trục cơ sở đúng không ạ? Như mình đã nói rằng là cái vị trí lái và vị trí ghế phụ này được đặt ở vị trí trung tâm, trục cơ sở thì khi mà các bạn di chuyển ở những giải vận tốc cao các bạn sẽ thấy được cái độ êm ái của xe. Nó giống như kiểu khi mà các bạn ngồi ở trên một chiếc xe buýt ấy, các bạn ngồi ở trung tâm xe thì các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy nó rất là êm ái. Đấy, những cái vị trí ở đầu và những cái vị trí ở cuối xe lúc nào cũng sẽ rất là sóc. Đấy, ngồi giữa lúc nào cũng êm. Thì chiếc xe VinFast Lux này cũng tương tự như vậy. Ngồi vị trí giữa trung tâm, đấy, trục cơ sở của xe thì các bạn sẽ thấy xe rất là êm. Và kể cả khi mà chúng ta chạy tốc độ cao, chúng ta ôm cua, chúng ta đảo làn thì vẫn thấy được xe rất ổn định. Cái độ nhạy chân ga phải nói rằng là thực sự phản ứng rất là tốt. Đây nhá, phải nói là phản ứng rất là tốt luôn. Nhanh, kéo thực sự rất nhanh. Nhảy số rất là mượt, rất là mềm nhá. Cái điểm mà mình cho rằng là thiếu ở trên chiếc xe VinFast Lux A này, nó chính là cái lẫy chuyển số này, hơi đáng tiếc. Không có lẫy chuyển số. Có thêm lẫy chuyển số rất là tuyệt vời luôn. Mình thích cái cảm giác kiểm soát. Các bạn thấy không? Kéo rất nhanh và thực sự rất là mượt. Ở ngay cả những cái nước ga đầu tiên thôi thì chúng ta đã thấy được rằng là xe tăng tốc rất nhanh. Đấy, các bạn lên khoảng tầm 140-150 hết sức đơn giản luôn mà xe vẫn rất là ổn định và cân bằng. Đấy là những giá trị của cái nền tảng khung gầm Đức. Đấy là giá trị của nền tảng khung gầm Đức nhé các bạn nhé. Thực sự rất là tuyệt vời. Và ngay kể cả khi mà chúng ta vận hành ở những giải vận tốc cao đến như vậy thì nhưng mà những cái tiếng ồn từ phía mặt đất này, đấy, dội vào bên trong khoang cabin xe hay là phía gió bên ngoài, nó thực sự nó cũng không thực sự là đáng kể. Cái vấn đề thứ ba đó là gì? Đó là về cách âm giữa động cơ và khoang cabin xe, tối ưu rất tốt.
Đấy, ở những giải vận tốc cao như vậy các bạn đạp tốc chân ga, sâu chân ga đến như vậy các bạn mới nghe thấy. Còn nếu như chúng ta duy trì đều vận tốc ở những giải vận tốc khoảng 120, 130 như này thì các bạn cũng nghe thấy, các bạn cũng sẽ cảm thấy nó hoàn toàn hết sức bình thường luôn. Xe ổn định rất tốt. Treo thì đấy. Đấy, ví dụ chẳng hạn đi qua những phần mố cầu như này nhá, các bạn sẽ nghe đến những kịch là xong. Đấy, khả năng dập tắt rất là nhanh. Khả năng dập tắt cực kỳ nhanh nhá. Vô lăng đến tầm này thì nó đã siết, đã căng hơn rất nhiều và cái độ phản hồi thực sự rất là tốt. Đây là một trong những chiếc xe mà mình đánh giá là nếu như mà mua ở tầm tiền khoảng dưới 800 triệu, trên 800 triệu một chút thôi, cũng vẫn rất là ngon. Thực sự rất là ngon. Chạy cao tốc thì mút mùa luôn, không phải lo nghĩ các bạn nhé. Không phải lo nghĩ vấn đề gì luôn. Một trăm năm mươi, 170 rồi. Không hề hấn gì luôn. Xe vẫn rất ổn định. Phải nói rằng là cái nền tảng cụm gầm của chiếc xe VinFast Lux A này thực sự rất là tuyệt vời. Đây, giảm tốc nhá, rất nhanh. Đấy, giảm tốc cực kỳ nhanh và êm. Nó mượt, không tạo ra những cái cú lết, cú trượt. Rất êm, rất mượt luôn ạ. Nặng tới 1 tấn 8 cơ mà. Bản thân của nó đã đầm chắc rồi. Trong khi đó thì hệ thống treo kết hợp nữa. Nó giúp cho toàn bộ cái phần thân xe của VinFast Lux A này thực sự rất là tuyệt vời. Thực sự với một chiếc xe 800 triệu như này các bạn, tôi nghĩ là các bạn nên quan tâm tới, nên để ý tới.